Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta có dự đoán cho tháng 10. À là tháng 10 bạn sẽ có gì? Hôm nay chúng ta có 3 tụ bài nha. À, đây là các bạn tụ 1, Thạch Anh Trắng. Ok, rồi ạ. Các bạn tụ 2 là Thạch Anh Khói. Ok, rồi các bạn tụ 3, Thạch Anh Vàng. Rồi, các bạn chọn nha. À, bạn sẽ có gì trong tháng 10? Ok, mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1. Tháng 10 bạn sẽ có gì? Rồi. Trả bài này mọi người nghe chậm chậm ha. À, tại mình cái chi tiết á, thường mình sẽ làm thông điệp cho tháng rất là chi tiết. Ở đây các bạn có con cú đại diện cho kiến thức, cho lời khuyên, cho trí tuệ. Good advice, một cái lời khuyên tốt đến từ một người rất là thông thái. Dạ. Yeah. Rồi. Người này có thể là người thật sự, hoặc là bạn bắt gặp được một vĩ nhân nào đó trong sách vở thì cũng được luôn nha. Cũng được gọi là sự thông thái, nhận được lời khuyên từ người thông thái. Và khả năng cao là các bạn đúng là có tương tác với một người nè. Tháng 10 có sự tương tác với một người, mà cái người này có thể là da trắng đó. Người này có thể là bên ngoài nhìn họ rất là sáng ha. Rồi, tiếp theo archway. Rồi, ui, những cơ hội mới tới, những cái khả năng và những cái con đường mới mở đường cho bạn, là đang mở ra. Wow, có những cơ hội mới, những cái hướng phát triển mới, những cái con đường mới mở ra cho bạn nha. Cái đó là quá trời tuyệt vời mọi người. À, những vấn đề sẽ được giải quyết trong tháng 10. Ok. Rồi, những vấn đề cũ, những vấn đề tồn động thì cũng sẽ được giải quyết trong tháng 10. Diamond. Trời ơi, cực kỳ ha. Bạn sẽ được nhận, hoặc bạn chính là cái người trao đi một món quà có giá trị ha. Trời ơi, đó nè, đại diện cho sự chân thành á. Đây nè, bạn sẽ chung vui với những người bạn mà bạn rất tin tưởng, và sự chân thành. Wow. Karma, đây, cái karma này ý muốn nói bạn sẽ gặt cho những gì bạn đã gieo. Rồi, karma thì nó sẽ có hai loại, good karma và bad karma. Good karma là bạn được nhận là cái kết quả tốt đẹp á. Còn cái bad karma có nghĩa là giống như là chúng ta trả cái nghiệp quả nào đó. Mà nãy giờ thông điệp các bạn lên toàn là nó rất là tuyệt vời. Rồi, nhưng mà chúng ta sẽ xem thêm thông tin nữa để cho mình nhận định khách quan ha. Chứ mình cũng không có nói theo cái hướng mà nó chủ quan quá. Lên thông điệp rõ ràng đi. Disappointment. Ủa? Ở đây á, thì mình vẫn còn thấy là có một điều gì đó ở một người bạn hoặc là người yêu mà các bạn sẽ cảm thấy buồn, buồn về họ, về một vấn đề gì đó ha. Ok. Hoặc là coi chừng các bạn đang có luôn rồi. Thì cái vấn đề á, tóm lại á, là có những cái vấn đề tồn động trong quá khứ á, bạn sẽ thấy được cái cách giải quyết của nó trong tháng 10. Cái cơ hội mới, con đường mới á, những cái tiềm năng mới sẽ được mở ra trong tháng 10. Có bạn gặp gỡ mối quan hệ nữa. Rồi ở đây á, là có sự trao nhau những cái món quà có giá trị. Ok, rồi ở đây cũng có thể là bạn đã có sự thất vọng với một người mà bạn rất là yêu quý. Người đó có thể là người bạn chân thành hoặc người yêu. Nhưng mà có cái nguyên nhân và cái kết quả gì đó ở đây nữa nha. Ok. Rồi. Tháng 10. Ui trời ơi, passage là con đường mở ra cho bạn á. Đúng là các bạn tụ 1 được sự mở đường từ vũ trụ ha.
Hai cái thông điệp này cực kỳ kết nối với nhau. Mình đang có một cảm giác là con đường mới đang mở ra cho bạn, là cái gì đó rất hợp với bạn ha. Nó có thể tương đương được gọi là sứ mệnh của bạn luôn nha. Trời ơi, được trân trọng nâng niu nè. Diamond á, cũng là biểu tượng của sự trân trọng ha. Được đánh giá cao, bạn được để ý, được quan sát. Bạn rất là được đánh giá cao. Đây có thể là một cái người mà bạn sẽ gặp trong tháng 10. Tại vì chúng ta có mối quan hệ mà bạn sẽ gặp trong tháng 10 nè. Hoặc đây còn là cái thông điệp mà bạn được vũ trụ để ý. Tức là vũ trụ mở đường cho bạn trong tháng 10. Beauty. Vẻ đẹp. Rồi. Các bạn lại tiếp tục nâng cao về cái vẻ đẹp của bản thân nữa. Chắc chắn một điều rằng bạn sẽ nhận được cái thông tin là bạn đẹp hơn trong tháng 10 nha. Bạn bè xung quanh cho bạn biết. Hoặc là bạn cũng sẽ tự thấy được rằng bản thân của mình có sự nâng cao hơn nữa về cái vẻ đẹp á. Trời, niềm vui chói. Bởi vì leadership là lãnh đạo cuộc đời mình á. Cho nên bạn lựa chọn điều gì á, thì cái điều đó chính là cái điều bạn thực sự mong muốn cho cuộc đời ha. Không có bị nói khách quan đâu nha, mà thật sự là thông điệp của bạn lên rất đẹp. Có khả năng là cái karma, một cái karma nào đó, cái vấn đề tồn đọng á, bạn sẽ giải quyết được á trong cái tháng 10 này. Ví dụ như là bạn đang giận một người bạn chân thành hoặc người yêu, thì có thể là bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cái tháng 10 nè. Ok. Yeah, introspection. Một hai ba bốn năm sáu bảy bảy luôn xa. Yeah, đúng là tinh thần, dường như là bạn sẽ được tăng lên cái tinh thần lãnh đạo, tinh thần làm chủ cuộc đời mình, tăng thêm tinh thần hành động. Giai đoạn hành động sau cái giai đoạn mà bạn đã phục hồi, giai đoạn quay về bên trong, giai đoạn phục hồi các luân xa đã xong, và tháng 10 là giai đoạn hành động. Bạn có khả năng độc lập hoặc là bạn có khả năng đi đầu xu hướng mới. Cái từ đi đầu xu hướng mới ý là khả năng sáng tạo nè, khả năng làm cái việc gì đó theo cái phong cách riêng của bạn. Ok nha. Rồi rồi. Chờ mình thêm. Nha. Yeah. Mời gọi nhiều cái điều đến với bạn ha. Mình thấy bạn cân bằng được rất là nhiều. Tình yêu, sự hy vọng, niềm vui, những sự thay đổi mới, sự điềm tĩnh nè, vẻ đẹp nữa. Ui, number one. Thấy chưa, không có phải là một sự nói quá về các bạn nha, mà thật sự lên cái thông điệp nó rất là đẹp trong tháng 10 nha. Tự nhiên có number one ở đây nữa ta. Tự nhiên có số 1 ở đây nè. Y hệt như là bạn thấy là bạn đạt được cái thành tích gì đó cao nhất luôn á, ở cái mức độ cao nhất. Đây, tình yêu. Bạn giống như tạo ra một tập thể đoàn kết, hoặc là có cộng đồng đó, mà cái sợi dây kết nối á, giữa những người trong cái trong kết nối của bạn á, nó là tình yêu thương đấy. Cho nên đây là một tình yêu lớn nha. Kỵ sĩ Ly. Trời ơi, có tình yêu, có người để ý. Đúng rồi, có người để ý, có người yêu thầm. Sẽ có nhiều bạn ở đây là bạn có đối tượng để ý, có đối tượng thầm thương, trộm nhớ. Nhưng cái người này lại là kỵ sĩ Xu ha. Người này không có nhanh đâu. Nữ hoàng nước. Đúng là có đối tượng, giống như ngầm để ý nhau. Trời ơi, ngầm để ý nhau. Rồi sao có năng lượng của Chan nữa ta? Năng lượng của Chan hả? Cái này nó mang cái ý nghĩa nhiều lắm mọi người. Tại vì nó mang cái ý nghĩa là có một kết nối nào đó của bạn. Nó giống như là cái karma. Chính xác là có một cái
liên kết karma nào đó của bạn, mà cái vấn đề nó sẽ được giải quyết trong tháng 10 á. Còn tình yêu thì mình thấy các bạn có đối tượng để ý, người này có thể thầm lặng, chưa bộc lộ nhiều trong thời gian này đâu, giống như kiểu giai đoạn ngầm tìm hiểu để ý nhau. Ok, mình xong thông điệp cho các bạn tụ 1 nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn tụ 2. Hôm nay chúng ta có thông điệp dự đoán cho tháng 10 nha. Tháng 10 bạn sẽ có gì? Ok. Chúng ta sẽ có thông điệp rất chi tiết nha mọi người. Khắp. Bạn nên chấp nhận những lời góp ý có giá trị. Những lời góp ý có giá trị thường xuất phát từ cái người chân thành, cái người mà có sự yêu thương dành cho các bạn nha. Ok, tiếp nữa chúng ta có đây. Tin vui, mọi thứ nó không phải luôn luôn là diễn ra như thế này đâu, và cái sự thay đổi đang đến. Đây là một tin vui cho các bạn ha. Giống như mọi việc nó đang diễn ra, mà nếu như có cái yếu tố gì đó mà bạn chưa hài lòng, chưa hài lòng về cái sự kiện bên ngoài, hoặc là chưa hài lòng về cái sự nỗ lực của bản thân á, thì yên tâm là cái sự thay đổi nó đang đến. Chan. Một cái liên kết kết nối gì đó mà bạn vẫn còn đang vướng mắc vào, nó có sự tác động đến bạn. Yên tâm, cái này để chút nữa mình vào chi tiết thêm. Tức là một điều đó mà nó vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn nha. Cho nên là đại diện cho bạn có một cái gì đó liên kết đến, bạn cảm giác bị trói buộc, bó buộc á. Dolphin. Wow, financial gain. Bạn có sự gia tăng về kinh tế nha. Và cái sự gia tăng về kinh tế này cũng là do bạn đã cố gắng trong quá khứ á. Giống như là trước đây làm rồi bây giờ đến giai đoạn mà thấy cái kết quả. Ultimate. Rồi, đang chỉ về mối quan hệ của bạn với một người lớn hơn bạn ha. Tiger. Có những sự việc á, bạn cảm thấy là mình phải nỗ lực nhiều hơn, mình phải phấn đấu nhiều hơn á, mình cố gắng, mình chiến đấu với cái công việc á, bạn thấy vất vả, thấy vất vả rồi, nhiều khi còn thấy được cái sự rủi ro của nó nữa. Nhưng mà ở đây nó lại là cái cơ hội, đằng sau cái thử thách vất vả nó lại là cái cơ hội. Tiếp nữa. Oh my god, broken wishbone. Có một điều gì đó đúng là khiến cho các bạn có sự thất vọng. Giống như một cái chuyện gì đó nó thay vì dự định cái thời gian đó bạn đạt được, nhưng cái thời gian đó lại chưa đạt được. Nó có cái gì đó nó đi trật lại với cái kế hoạch của bạn ha, khiến cho bạn cảm thấy có sự thất vọng ha. Và một điều đó có liên quan đến giấy tờ hành chính, pháp lý, luật. Rồi, ok, để mình xem nào. Mình nghĩ là mình sẽ lấy tarot liền luôn. Ui trời ơi, The Empress. The Fool nha, toàn là đánh dấu cột mốc đẹp nha. Để xem nữa nào. Vậy thì á, để rút hết đi. Lovers. Lên bài đẹp mọi người. Ui, King of Cups. Ui, vậy là những cái sự thất vọng của bạn là bạn bị rồi á. Bốn kiếm. King of Coins. King of Swords. Ôi, mối quan hệ sao nhiều ở đây quá vậy nè. Hoặc ở đây cũng có thể chỉ về một người thôi. Người này, người yêu của bạn luôn á, tại có lớp vờ nè. Ở đây có lớp vờ, trời ơi, nổi bật ha. Tuyệt vời.
cái người yêu của bạn á, cái điều tuyệt vời nhất của bạn á là gì? Là tình yêu, tình yêu ở trong cái tháng 10. Và tài chính mình cũng có thấy thành công ở đây luôn. Tại các bạn có The Empress, các bạn có King of Coin, với lại các bạn có cái thông điệp là tài chính sẽ được tăng lên trong tháng 10. Ha. Nổi bật nhất là sự yêu thương nha. Tình yêu của bạn ha, cả hai rất là yêu thương nhau, hòa hợp lắm, lên cái năng lượng rất là gắn kết. Cái người yêu của bạn á thì có thể là một người vừa tình cảm vừa tâm lý, nhưng đồng thời cũng là một người rất giỏi trong công việc làm ăn ha, và là người có cái khả năng logic cực kỳ mạnh luôn, hoặc là cái người này kiến thức dữ dội luôn á, kiến thức hoặc là cái khả năng bước ra bên ngoài á để giao tiếp, để ngoại giao, để nắm bắt những cái thông tin cần thiết, thì người này có thể thuộc vào hàng xuất sắc luôn nha, xuất sắc luôn, lên năng lượng toàn kinh 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 đó. Rồi cho nên là bạn thấy người này rất giỏi á, kiểu như trong tình yêu thì mềm mỏng, yêu thương, tình cảm lắm, nhưng cái bản chất thật sự là một người giỏi, giỏi trong công việc, ngoài xã hội ha, kiến thức giỏi, khả năng logic á, ôi rất là xuất sắc, một người rất thông thái á, rất thông thái và rất có kinh nghiệm nữa. Kinh nghiệm trong cái cuộc sống, năng lượng vô cùng trưởng thành. Ở đây là chỉ có một số ít các bạn là nhiều đối tượng để ý á. Còn đa số các trường hợp thì ba vị vua này là chỉ về tính cách của một người thôi. Nhưng người này có một đặc điểm á, là khi họ làm cái gì họ cũng đều chín chắn, họ đều sẽ có cái khoảng thời gian lặn xuống là búng kiếm, kiểu như ngừng nghỉ, lặn xuống, lắng xuống, là rất cần cái thời gian nghỉ ngơi, nghỉ ngơi để suy nghĩ từ từ. Người này cực kỳ là có cái nhu cầu cần cái thời gian tĩnh lặng một mình, cái nhu cầu này của họ rất là cao nha, tức là họ rất cần cái khoảng thời gian không gian riêng. Ui, còn cực kỳ, còn nếu như bạn là The Empress nha, còn nếu như bạn là các vị vua này thì nãy giờ là mình đang nói về bạn đấy. Còn nếu như bạn là The Empress á, là bạn thật tuyệt vời luôn á, có nghĩa là nơi bạn á, bạn cũng trao đi tình yêu thương nhiều và bạn nhận lại tình yêu thương cũng nhiều nữa, bạn đẹp hơn nữa, rồi bạn có nhiều cái bạn phát triển về bản thân của bạn dữ lắm, nguồn năng lượng nữ tính xuất sắc ha, biểu tượng của năng lượng nữ tính rồi. Mình đang thấy tháng 10 nó cũng là một cái cột mốc cho một cái gì đó của bạn phát triển hơn, bắt đầu phát triển hơn nữa. Dạ. Yeah. Hoặc là bạn triển khai một cái điều gì đó mới nữa ha. Ok, rồi chứng tỏ là những cái khoảng thời gian qua thì bạn cũng có nhiều cái bạn thất vọng, hoặc là nhiều cái mà bạn gọi là từng không có đúng với cái kế hoạch. Ví dụ như kế hoạch là mình định như thế, nhưng cuối cùng sự việc nó bị trật đi ha, bị trật đi kế hoạch. Rồi có nhiều những cái bạn chưa có giải quyết được liền nữa đó. Là cái khoảng thời gian vừa rồi á. Ok, cho nên thành ra là trong cái tháng 10 á, là có thể bạn sẽ nhận thêm những cái lời khuyên, mà lời khuyên cực kỳ tốt luôn, mà khả năng lời khuyên chắc đến từ người yêu của các bạn á. Thì lên nhân vật nè, The Lover, yêu nhau thấy rất là rõ luôn. Một trong hai bạn có thể lớn tuổi hơn cái người còn lại. Một trong hai bạn á, ví dụ như bạn có thể lớn tuổi hơn người yêu của bạn, hoặc là người yêu của bạn lớn hơn bạn ha. Cho nên có thể trao đi những cái lời góp ý cực kỳ có giá trị dành cho bạn ha. Rồi còn cái chuyện á, mà bạn thấy ấy, là chưa có đạt được cái ước nguyện của mình liền á, thì cái sự việc nó không luôn như vậy. Thì cái câu trả lời của bạn nó rõ, quá rõ nè. Cái sự việc nó không luôn luôn như vậy đâu, mà nó đang thay đổi. Cho nên á, ví dụ như bạn nỗ lực quá trời luôn, hoặc là có chuyện gì đó bạn chưa đạt được cái ý muốn nè, hoặc là cái gì đó nó liên quan đến, từng liên quan đến giấy tờ hành chánh gì đó của bạn ha, thì là cái sự việc yên tâm để cho cái sự việc nó thay đổi nha. A change is coming. Bạn cứ từ từ để cái sự việc nó diễn ra, nó tự nhiên, nó đang thay đổi. Ok, rồi nha, mình tiếp. Trời ơi, tụ hai ban đầu á, tụ hai chỉ là
sự vất vả thôi, chứ còn á, làm thấy diễn tiến năng lượng sâu rất là tốt á. Passion nhà năm. À, các bạn có cái sự gây áp lực cho bản thân nữa, tại vì bạn rất là nguyên tắc. À, khả năng là bạn rất là nguyên tắc á, cho nên thành ra là đôi khi bạn cũng thấy áp lực. Thay vì là bạn cũng có thể đạt được làm cái niềm đam mê của bạn rồi ha, nhưng mà bạn quá nguyên tắc. À, bạn cũng đạt được nhiều thành tựu á, nhưng mà cảm giác sẽ bị áp lực. Để mình xem. Power. Đây, đúng là bạn cần nghỉ ngơi nhé. Bạn cần nghỉ ngơi để bạn bảo tồn cái năng lượng của bạn lại. Mình tiếp tục nha, tại nãy hơi ồn á, cái mình dừng lại chút xíu. Thật ra là bạn vẫn còn lo lắng cái chuyện gì đó. À, nhưng mà có lo lắng gì chăng nữa thì cũng cần nghỉ ngơi nè, để cái năng lượng của bạn không có bị rò rỉ ha, không có bị tuột năng lượng. Enlightenment, yeah. Một cái sự khai sáng đến với bạn nha. Refill. Trước nhất là bạn cần làm mạnh cái năng lượng của bản thân á. Làm sao cho mình mạnh lên về cả thể chất, cả tinh thần, cả năng lượng. Cứ mạnh như thế trước cái đã đi, rồi là bạn thấy là bắt đầu sẽ mở ra cái sự kết nối thiêng liêng, tức là bạn hòa nhập vào với vũ trụ. Thì khi mà bạn hòa nhập vào với vũ trụ á, bạn nhận được cái sự hỗ trợ từ vũ trụ rồi, thì khi đó bạn không có vất vả nhiều. Ok. Rồi, lỡ chạm cái bộ này chúng ta sẽ rút bộ này thêm một chút nữa. Yeah, Uncovering Treasure. Đúng, đúng, chính xác là các bạn sẽ, các bạn có sự phất lên luôn về điều kiện vật chất, cho bạn có phước báo, tài lộc, có sự thay đổi lớn. Có sự thay đổi lớn hả? Yeah. Cái này bạn chắc có thể là bạn đang trong cái giai đoạn lập kế hoạch cho những cái điều lớn hơn nữa nha. Nhiều bạn có thể sẽ đạt được. Có thể bạn sẽ thực hiện được luôn trong tháng 10. Nhưng nhiều bạn có thể là bạn sẽ học tập thêm, bạn điềm tĩnh thêm. Đó, rồi. Có nghĩa là trong tháng 10 này bạn củng cố nỗ lực thêm và lập kế hoạch thêm. Nhưng có nhiều bạn sẽ thực hiện được luôn trong tháng 10. Ok ha. Và có thấy rõ phất lên về tài lộc nha. Về vật chất dồi dào thịnh vượng á. Ok. Mình xin kết thúc thông điệp nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn tụ ba. Tháng 10 bạn sẽ có gì? Ok. Mình lấy đầu tiên lấy những thông điệp chi tiết nha mọi người. Wow, trời ơi, hạnh phúc. Tháng 10 bạn có sự hạnh phúc nè. Wow, the sun. The sun là cái nguồn năng lượng quá là rõ ràng ha, cho sự thành công, hạnh phúc. À, đạt được thành tựu ha, sáng rực rỡ. Birds flying. À, cái tin tức á, bạn cần á, đang đến. Ví dụ như bạn thắc mắc điều gì, có thể bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Hoặc là bạn cần nhận thông tin từ ai đó thì bạn sắp nhận được cái tin tức nha. À, các bạn đang suy nghĩ nhiều. Ok, rồi. À, rồi, trong cái tháng 10 bạn sẽ chấp nhận những cái lời khuyên, lời đánh giá có giá trị. Có nghĩa là bạn thấy cái lời góp ý gì đó của ai đó dành cho bạn, là bạn chấp nhận cái lời khuyên đó, bởi vì bạn đánh giá được là cái sự góp ý đó rất tốt, là mang tính chất xây dựng, muốn tốt cho bạn. Tiếp nữa chúng ta có good rest, happy day. Trời ơi, tụ ba là đặc điểm nổi bật nhất là sự hạnh phúc. Trên đây là hạnh phúc, rồi ở dưới đây còn gọi là fresh happiness nè. Wow, sự hạnh phúc rất là lớn đến bạn nha. Ôi trời, cực kỳ nè mọi người.
công việc rất tốt, đạt được thành tựu, đạt được thành công. Cho nên thành ra cái mở đầu lá đời xanh đó, mình nói với mấy bạn rồi, năng lượng đời xanh là một cái năng lượng quá rõ ràng cho thành công, cho hạnh phúc, cho khỏe mạnh, cho cái điều tốt đẹp á, gọi là cái sự sáng rực rỡ cuộc đời á. Moon là đang nói về cái chu kỳ của mặt trăng á, mà mặt trăng là cái hành tinh mà nó thay đổi nhiều nhất. Ý đang nói là có sự thay đổi trong cái cuộc sống của bạn nha. Trouble accusation. Các bạn cẩn thận cái sự nóng nảy. Rồi ok. Sự nóng nảy gì thì từ từ ha. Đây nè, chúng ta sẽ vào chi tiết thêm. Trời ơi, bao nhiêu bạn chọn tụi ba? Trời ơi, chọn tụi ba hết đi. Các bạn lên 10 xu, tiền quá trời tiền luôn. Bởi vậy lên hạnh phúc cực kỳ lớn và thành công. Hạnh phúc, thành công, đạt thành tựu, đạt thành công. Trời ơi, may mắn quá trời. Rồi, để từ từ mình xem cái thông điệp 5 xu là cái gì nha. Hoặc là bạn đang ở trong một cái tình huống á, có cái gì đó ở nơi bạn á, là một cái sự tội nghiệp, một cái sự tủi thân, là một cái ha. Rồi kiểu như là kiểu như còn cái điều gì đó ở nơi các bạn á, nó là một cái sự tủi thân nè, vì những gì mà các bạn đã đi qua, vì những gì bạn đã đi qua nha. Để mình xem thêm ha. Hoặc là bạn hay mình hiểu rồi. Đúng là có một cái tình huống, một cái tình huống mà khiến cho bạn có sự bực bội nóng nảy á. Bực bội nóng nảy, và nó kích hoạt một khía cạnh mà bạn cảm giác bạn đang thiếu thốn trong cuộc sống của bạn. Trong khi á, cái năng lượng, cái nỗ lực của bạn á, thì bạn lại là đại diện cho cái sự trù phú nha. Có thể bạn rất là tài năng, hoặc là bạn người là người kiếm tiền cực giỏi luôn á. Thế nhưng á, là có cái sự kiện á, có cái sự kiện mà kích hoạt sự nóng nảy của bạn nhiều, và làm cho bạn bị giảm đi cái giá trị, hoặc là bạn có cái cảm giác là mình bị thiếu thốn. Bạn hiểu không? Tức là bản chất của bạn á, thì là một cái người có thể tạo dựng được cái sự trù phú. Nhưng trong cái tình huống nào đó, trong liên kết kết nối nào đó mà bạn bị kích hoạt nóng nảy và bị kích hoạt cái sự tủi thân ở bên trong bạn. Ái chà, Wheel of Fortune rồi, hãy yên tâm là cái sự thay đổi nó cũng đang đến nha. Sự thay đổi, Three of Wands. The Star, yeah. Trời ơi, tuyệt vời, rất là tốt rồi. Cái sự thay đổi đến á, bạn sẽ có những cái kế hoạch tiếp theo nè, và cái khả năng á, là bạn sẽ đạt được cái thành công mà khả năng rất lớn. Hầu như là bạn gần như sẽ đạt được cái điều mà bạn sẽ có kế hoạch ha. Bạn kế hoạch điều gì, bạn tính toán điều gì. Tree of One là bạn sẵn sàng để bạn thực hiện rồi, bạn hiện thực hóa được cái điều bạn mong muốn rồi. The Star là đánh dấu cái cột mốc một cuộc đời bạn bước qua, có nghĩa là dám thực hiện cái điều mình mong muốn, dám thực hiện cái ước mơ của mình. Và Wheel of Fortune là đại diện cho ví dụ như thiên thời địa lợi, cho cái sự khách quan, sự thay đổi khách quan cũng ủng hộ cho bạn luôn. Hoặc ở đây có nhiều bạn là ở trong cái tình huống, cái lá tự nhiên nó bị lật lên. Cái lá này mình không có chủ ý lấy nó đâu nha mọi người. Sốc thấy nó lật lên á, lấy lại. Bạn ở trong một cái tình huống á, có thể là
có những cái chuyện nó bất ngờ khiến cho một số bạn là cảm giác sốc là một chuyện. À, bạn từng có sốc chuyện gì đó là một chuyện, hoặc là bạn bị thất thoát về tiền bạc cũng có thể ha, có một số bạn. Nhưng đừng có lo nha, tháng 10 này là đầy ước mơ luôn á. Chính kiếm, đúng là một cái chu kỳ bạn đã bước qua, là một cái chu kỳ quá là thử thách dành cho bạn ha. Tại vì giống như kiểu là làm giảm giá trị bản thân của bạn luôn nè, hoặc là làm cho bạn quá nóng nảy nè, hoặc làm cho bạn stress trầm cảm luôn, là cái chu kỳ bạn bước qua. Tại do bạn sống tình cảm nữa, quyên ục khắp nữa, cũng là tình cảm, bạn thấy không? Tức là bạn yêu thương nhiều á, trắc ẩn nhiều á, cũng là do bạn sống tình cảm quá. Ok, nhưng mà cái sự thay đổi khách quan cũng đang đến rồi nha. Seven of Cups, Two of Pentacles. Rồi, có một số bạn là ở trong bị cái mối quan hệ tình cảm khiến cho các bạn hoang mang, và cái mối quan hệ tình cảm của các bạn nó cũng có thể liên quan đến vấn đề của tiền bạc nữa. Yeah, ok, trời ơi. Rồi, ok, mình nghĩ là sẽ đến lúc vũ trụ cũng hỗ trợ để bạn nhận ra. Bạn nhận ra là bạn không phải giảm giá trị bản thân như thế này đâu. Bạn nhận ra bạn cũng là một ngôi sao nha. À, đến một lúc nào đó thì vũ trụ cũng sẽ giúp cho bạn nhận ra rằng là bạn còn có nhiều cái hoài bão, bạn còn nhiều cái ước mơ, và bạn đang rất sẵn sàng rồi. Tại ba gậy đại diện cho cái năng lượng rất sẵn sàng để bạn thực hiện những cái điều mong ước của bạn, những cái ước mơ của bạn á. Ok, cái lá nhạy cảm á, mình che bớt lại, mình che bớt những cái lá nhạy cảm nha mọi người. Rồi, Diamond, trời ơi, rồi, đúng, đúng chính xác ha, là cái sự thay đổi đang đến, và đến lúc là bạn phát ra cái ánh sáng tuyệt đẹp của bạn ha, tức là đến cái lúc mà bạn sẽ lấy lại được cái giá trị bản thân của bạn á, thì á, khi mà bạn nhận ra được giá trị bản thân của bạn thì quá là khủng khiếp, tức là cái giá trị của bạn rất lớn á, bạn hiểu, tức là thì trên đời này đâu có cái gì mà nó quý giá mà nó bằng kim cương đâu. Thì bạn hay hiểu rằng là cái giá trị bản thân của bạn đang được so sánh với kim cương đó. Có nghĩa là đáng lẽ ra là một cái sự quý giá nhất, đáng lẽ ra bạn phải nhìn nhận bản thân của bạn là một sự quý giá nhất thì nó mới đúng á. Nhưng mà yên tâm, tại vì trong cái tháng 10 này thì bạn cũng đang mặt trời đến với cuộc đời bạn rồi ha. Bạn sẽ nhận được cái sự hạnh phúc nhất, khỏe mạnh nhất, well-being cũng là cái sự thịnh vượng luôn. Jasmine, bạn yêu thương á, bạn rất là sống tình cảm, bạn có sự nhạy cảm, dễ mũi lòng trắc ẩn lắm. Flower, và life flood, bạn cứ cuộc đời á, cũng sẽ là cuộc đời bạn á, là cũng dẫn bạn á, là làm những việc rất là quan trọng. Ok nè, rồi bạn cứ chịu đựng á, qua những cái thử thách thì là cái sự xứng đáng á, cũng đến với bạn nha. Tức là cái sự xuôi dòng cuộc sống á, cuộc sống nó cũng thay đổi, nó cũng chuyển qua cái chu kỳ mà bạn thấy nhẹ nhàng thanh thản. À, cũng là một cái điều tốt cho bạn á, khi bạn vượt qua những cái thử thách. Cái hạnh phúc đang đến rồi. Ok. Ui, khẳng định lần nữa cho các bạn yên tâm nè, sức sẽ thành công, nãy giờ thành công lên 2 lần, hạnh phúc lên 2 lần nha. Là cái sự khẳng định rất là chắc chắn của các bạn thay đổi nè, thấy chưa? Wow, đẹp hơn nè. Bạn đẹp hơn, bạn phát sáng hơn, hào quang tỏa sáng hơn.
có nghĩa là đang dần lấy lại bản thân nè, thì bạn mới phát hiện được là tại sao mình lại thậm gọi là nổi bật ấn tượng luôn á. Và cứ thanh lọc hết những cái năng lượng mà không phù hợp. Ui, hạnh phúc lặp lại lần thứ ba, trời ơi, đủ rồi nha. Wow. À, coi như là xứng đáng ha, cho cái giai đoạn vất vả mà bạn đã can đảm vượt qua được ha. Đẹp hơn, sáng hơn, năng lượng cao hơn, can đảm hơn ha. Hạnh phúc, bạn sẽ rất là hạnh phúc ha. Hạnh phúc, thành công là những từ khóa cho bạn trong tháng 10 nha. Ok, mình xin kết thúc nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.